Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 171. Chương 1701, Ngọc Tuyến 2. Có thể nói hắn bẫy tất cả mọi người còn lại trong Sơn Hải Cảnh. Những người đã có thu hoạch thì tốt, còn những người chỉ mới thu hoạch được một nửa kia, đã rất đáng gờm rồi Khương đại ca. Tả Quang Thù dù bay nhanh, vẫn làm cho Khương Vọng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của y. Chuyến đi Sơn Hải Cảnh lần này, ta cảm thấy ta đã nhìn thấy một Khương đại ca rõ ràng hơn, cụ thể hơn, khiến ta vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng, nhìn thiếu niên đang bay nhanh dưới cuồng phong kinh lôi này. Cũng không biết có phải lời này của y đa phần là an ủi hay không. Nhưng Khương Vọng vẫn đột nhiên có lòng tin vô tận. Dù phía trước có mưa gió bất ngờ, sóng lớn tuôn trào, thiên địa hợp nhất. Nhưng hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được chuyện mình muốn làm. Phía sau là tiếng thú giống hung ác, âm thanh truyền trăm dặm. Đỉnh đầu là bầu trời hoàn toàn tối sầm, ở nơi cực kỳ cao, có đồ vật gì đang rơi xuống. Mắt nhìn thấy mưa bão, là sóng thần, là một thế giới trong tiếng kêu rên, là cảnh tượng tận thế. Pi Khôi Sơn với thân hình cao lớn đang bay nhanh trong lôi bạo, tức giận nói, sao đột nhiên lại thiên khuynh rồi, mắt thấy sắp lấy được đến tay. Ở bên cạnh gã, Trúc Duy Ngã xách ngược trường thương không nói một lời, chỉ có một đôi mắt sáng như hàn tinh, như vạch trần tận thế u ám này. Khôi Sơn càng nghĩ càng không thoải mái, càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhìn Trúc Duy Ngã nói, ngươi có biết tính toán thời gian không? Quân thượng nói thời gian thiên khuynh lần này hẳn không phải là hiện tại chứ. Ta nhớ là còn rất lâu nữa. Nếu thiên khuynh đã phát sinh vào hiện tại thì chính là ngay lúc này. Về chuyện lý ra nó phát sinh lúc nào đã không còn quan trọng. Trúc Duy Ngã bình tĩnh nói, trên đời này vốn không có chuyện đáng ra sẽ thực hiện. Ai, không phải. Khôi Sơn lộ vẻ khó hiểu, rõ ràng là thu hoạch sắp tới tay ngươi lại bay mất, sao ngươi không gấp gáp chút nào? Trước đó ngươi còn hận không thể liều mạng, giờ lại không màng danh lợi rồi. Ta đã cố hết sức, nếu không chiếm được thì cũng không có gì phải tiếc nuối. Trúc Duy Ngã nhìn về một phương hướng, tiếp tục bay xẹt qua như điện, đạt được nó, ta không thể một bước lên trời. Mất nó, ta cũng chẳng khác người thường, ta chỉ cảm thấy tiếc thay ngươi, nó đến hơi chậm một chút thì tốt rồi. Khôi Sơn không nhịn được mắng, cái đầu con rùa, đây là vận may gì, mẹ nó thật xui xẻo. Đã qua rồi, Trúc Duy Ngã xách ngược tân tẫn thương, đạp lên đuôi lôi quang lạnh thấu xương kia, không cần nữa. Góc áo y nhẹ nhàng bay lên, tóc buộc rũ xuống trong gió mạnh. Một bước vọt lên, lôi quang dưới chân đã bị dẫm tắt, ngươi không thể không thừa nhận. Có người, cho dù trong thời khắc tận thế, cũng vẫn là một phong cảnh. Trăm loại người, có ngàn loại sầu lo, nhìn tòa phù sơn kim ngọc đầy đất, cây cối tươi tốt trước mắt. Nhìn nó dần dần bị một lồng ánh sáng màu xám bao phủ trong trời rung đất chuyển. Cách Phỉ mặc một bộ nho phục, thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, cả người giống như già nua thêm 10 tuổi. Cách Gia đã đến thời khắc không thể không cải biến, cho dù là Cách Thị hay bản thân gã đều cần gấp tinh huyết phỉ. Đây là mục đích căn bản gã đi tới Sơn Hải Cảnh. Gã một thân một mình, sau khi thoát khỏi Khương Vọng truy sát, lại trải qua trăm cay nghìn đắng, trải qua trốn chạy, cuối cùng mới tìm được Thái Sơn này. Chỉ muốn cầm được tinh huyết phỉ, lại tùy tiện tìm người nắm giữ Ngọc Bích làm một giao dịch, chuyến này coi như không thất bại. Nhưng, khi gã tìm tới nơi này, còn chưa kịp làm gì, hành trình Sơn Hải Cảnh lần này đã phải kết thúc. Thiên khuynh bắt đầu, Thái Sơn phong núi. Thôi, dù sao ta cũng không trông mong quá lớn. Gã an ủi mình một câu như vậy, sau đó cắn răng, quay người bay vào trong phong lôi. Bất kể thế nào, vẫn nên đi ngọn núi trung tâm, dù là một lần cố gắng cuối cùng. Thiên khuynh đã gần kề, cửu trương ngọc bích phát ra ánh ngọc trong suốt, mở ra một mảnh không gian tương đối độc lập, bao phủ ba người đang bay nhanh. Giờ phút này, thiên địa nguyên lực đã sụp đổ, cửu trương ngọc bích đại biểu cho thiên ý của Sơn Hải Cảnh. Vẫn có thể ổn định quy tắc thiên địa trong phạm vi nhỏ, để người nắm giữ có thể điều động thiên địa nguyên lực chống cự tai họa diệt thế. Người không có cửu trương ngọc bích đương nhiên chỉ có thể dùng thân xác vượt qua,
dựa vào đạo nguyên của chính mình gắng gượng chống đỡ. Còn cần luôn phải giữ gìn hoàn cảnh mình đang ở, ổn định trật tự thân xác, không để cho mình sụp đổ cùng thiên địa. Có thể nghĩ độ khó của nó cao thế nào? Đương nhiên, không phải nắm giữ cửu chương ngọc bích là có thể vạn sự đại cát dưới thiên khuynh, mà vẫn phải đối mặt với tai họa trong sơn hải cảnh như cũ, cuồng lôi, gió lốc, sóng thần. Trên đường đi, hết thảy cảnh tượng tận thế cũng có thể mai táng người đi về phía trước. Nhất định phải đuổi tới ngọn núi trung tâm mới có thể cướp lấy thu hoạch sau cùng. Thiên tại dù hung ác, ba người cũng không một ai là kẻ yếu. Bọn hắn liên thủ, lại có sự hỗ trợ của cửu chương ngọc bích, cũng không lo lắng bị sụp đổ trong thời gian ngắn. Tả quang thủ là kỳ tài ngút trời, ngự thủy vô song, đủ loại đạo thuật thủy hành huyền diệu hạ bút thành văn, vung ra tự nhiên. Nguyệt Thiên Nô thì có tầm mắt cao xa, nội tình thâm hậu, đạo thuật nàng sử dụng cũng không phức tạp, nhưng mỗi một môn đạo thuật dùng lại vừa đúng lúc. Mặc dù đạo thuật của Khương Vọng cũng không yếu, nhưng toàn lấy sát phạt làm chủ, vào loại thời điểm đối kháng uy lực thiên địa này, ngược lại không dễ sử dụng. Cũng không thể ném diễm hoa phần thành khắp nơi. Không phải hắn hoàn toàn không có cách ứng đối, nhưng so với Tả Quang Thủ và Nguyệt Thiên Nô, dưới loại tình huống này, hắn sợ lãng phí đạo nguyên, nên dứt khoát chắp tay đứng yên, ngược lại trông vô cùng nhẹ nhõm tiêu sái. Hiện ba người có hai khối ngọc bích trong tay, một là Quất Tụng, hai là Trừ Tư. Hai khối ngọc bích kết hợp hào quang, mở ra không gian tương đối dư giả. Giống một ngọn đèn đơn độc, giờ phút này tung bay trong trời nghiêng biển gầm. Bên ngoài là lôi kinh phong hiểm, càng nổi bật bình an nơi đây. Nhìn khắp thiên địa lật đổ, nhàn nhã quan sát gió thổi sét đánh. Nếu hiện tại có Hứa Tượng Càn ở đây, ít nhất cũng phải ngâm 10 bài, 8 bài thơ. Tả quang thủ với đạo thuật trong tay không nghỉ, nhưng giờ khắc này, y đang nghĩ đến Khuất Thuấn Hoa. Con thuyền độ ách thời đại mạt pháp trong truyền thuyết có lẽ cũng giống như vậy. Nguyệt Thiên Nô cảm thán, ánh sao yếu ớt đã sớm không nhìn thấy nữa. Bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, trời và biển đen kịt, tuyết bay đầy trời. Luồng không khí lạnh im ắng đột kích quấy rối. Khương Vọng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức đốt lửa trong hư không, một vòng lửa nhốt chặt phạm vi ánh ngọc bao phủ, vững vàng chống cự luồng không khí lạnh bên ngoài. Tuyết rơi đến đây thì tan, thoáng chốc như mưa dội. Những nước mưa kia, dưới sự khống chế của Tả Quang Thù, lại hóa thành châu ngọc nhảy múa, trên đánh cuồng phong, dưới đánh sóng biển, ngẫu nhiên đánh nát đá vụn. Phối hợp ăn ý, như thơ như họa. Trên đời thật sự có con thuyền độ ách sao? Khương Vọng tò mò hỏi. Sao không có? Nguyệt Thiên Nô nói, ngay ở Tu Di Sơn. Khương Vọng nói, thánh địa phía tây của Phật Môn đã nghe danh từ lâu. Ngay lúc này, hắn bỗng ngừng nói. Có một sợi dây câu, không biết rủ xuống từ nơi cao nào, vừa hay treo trước mặt hắn. Từ trời cao đến tận đây, một đường trải qua sấm sét, gió mạnh, tuyết bay, lại không thể ảnh hưởng đến nó mảy may. Phảng phất hoàn toàn đang rủ xuống trong thế giới không liên quan. Dù ở chỗ này, nhưng thực ra lại ở nơi khác. Nhưng nếu nói nó ở nơi khác, lại chân thật hiện ra trước mắt như vậy. Thời cơ đã tới, tới tìm ta. Một âm thanh quen thuộc cũng truyền xuống theo sợi dây câu này, âm thanh của Vương Trường Cát. Khương Vọng chợt nhớ tới câu nói của Vương Trường Cát lúc trước, ta đang tranh thủ quyền lợi thả câu. Y, tranh được rồi sao? Lấy sơn hải cảnh làm hồ, tranh cùng hỗn độn, tranh cùng trúc cửu âm. Khương Vọng không do dự, đưa tay cầm lấy sợi dây câu này, chỉ nói với hai người Tả Quang Thù một câu, khoan đi ngọn núi trung tâm, đi gặp một người bạn ta đã. Dây câu bắt đầu nhanh chóng thu về. Ánh ngọc bao phủ ba người cũng xông lên trời. Gió tuyết đầy trời, sấm sét điện xà. Tất cả thiên tai, phảng phất đều tự do bên ngoài sợi dây câu này. Trong kinh ngạc, lại có một loại hợp lý dị dạng. Nắm chặt sợi dây câu trong tay, Khương Vọng càng cảm nhận, càng thấy quen thuộc. Nhìn ánh ngọc quanh người, hắn bỗng nhiên hiểu được điều gì. Cửu chương ngọc bích. Sợi dây câu này của Vương Trường Cát là dùng cửu chương ngọc bích làm thành. Lúc trước hắn chỉ lo nghiên cứu cần câu kia, nhưng lại không biết dây câu mới là trọng điểm. Nhưng, chỉ cần là người tiến vào sơn hải cảnh thí luyện, ai không coi cửu chương ngọc bích như bảo, bối mà cung bái. Sợ làm gì sẽ vỡ mất, không thể che chở mình đi ngọn núi trung tâm, không thể giúp mình mang thu hoạch rời khỏi nơi này. Vương Trường Cát lại trực tiếp làm nó thành sợi dây câu. Nghĩ đến điều người khác chưa nghĩ, có thể làm việc người khác không thể.
nếu không phải thật sự hiểu thấu nhất định về thế giới này thì không thể làm được chuyện như thế. Chương 1702, Gió Tuyết 1. Vào lúc thiên khuynh, hết thảy thần trạch của Sơn Hải Cảnh đóng cửa. Các loại sơn thần hải thần mượn lực thần trạch, thần danh, tự thủ vực của nó để tránh thiên tai, chờ đợi đến lúc thiên địa trong sáng. Duy chỉ có ngọn núi trung tâm thần bí khó lường kia lại hiển lộ hình dáng vào lúc này, mở rộng sơn môn. Ngọn núi trung tâm này, tên như ý nghĩa, ở vị trí trung tâm nhất của giới này. Nó rộng lớn không biết mấy ngàn dặm, cao không biết mấy vạn trượng. Lúc trời sụp đất lún, cũng không thể dao động được nó. Có lẽ trên thế giới này, căn bản không có vật gì có thể ảnh hưởng đến nó. Trong gió tuyết xa xôi, có một bóng người dũng cảm đi tới. Người này khuôn mặt sán lạn, mặc võ phục nền đỏ viền vàng. Một tay áo trống rỗng buông xuôi bên người, một cánh tay còn sót lại, xách theo một thanh đao. Đạo dày mà sắc bén, không thấy dùng tay, không thấy đao động. Cho dù gió lốc, sấm sét, bão tuyết đến, cũng chỉ có một đạo kẽ nứt trời kéo ra, cắn nuốt hết thảy thiên tai. Tiếng sấm ầm ầm, phảng phất đang nổi trống vì y. Sấm sét tiếp trời nối biển, như đang dọn đường cho y. Trời như muốn sập, nhưng chưa thể sập xuống. Biển đang chảy ngược, vẫn chưa thể xông tới. Hết thảy không thể ảnh hưởng đến y, y cất bước đến ngọn núi trung tâm nguy nga phía trước kia. Áo bay phần phật, gió bừa bãi, y cứ một mình đi lại trong tận thế như vậy, tới gần ngọn núi trung tâm từng bước một. Dừng bước trước ngọn núi, có hai người đã sớm chờ ở nơi này. Một người khí chất dũng mãnh, thân không dư thừa, trong mắt không có người khác, một bộ võ phục, một thanh yêu đao. Một người ngũ quan hơi lạnh lùng, khí chất lại thân thiện. Bọn họ đương nhiên là Sở Dục Chi và Tiêu Thứ. Đội ngũ được đánh giá là yếu nhất trong thí luyện Sơn Hải Cảnh lần này. Ngay cả Hạng Bắc và Thái Dần sau khi mất đi Ngọc Bích đã lập tức nghĩ tới có thể tìm tới hai người Sở Dục Chi cướp đoạt Ngọc Bích của bọn họ. Đến cả Trung Ly Viêm đấu đá bừa bãi, muốn nghĩ ra một danh sách chém người cũng không nhớ ra tên của bọn họ. Nhưng hiện tại hai người bọn họ đứng ở đây, chắn trên đường tiến vào ngọn núi trung tâm, lại có một loại tư thái hổ cười trên cao, ngồi đợi anh hùng thiên hạ. Nhẫn nại dài dằng dặc, chờ đợi dài dằng dặc. Bọn họ là Sở Dục Chi xuất thân thường thường, Tiêu Thứ lâm thời góp cho đủ số người. Một tổ tồn tại mờ nhạt nhất bên trong Sơn Hải Cảnh. Giờ khắc này, Sở Dục Chi im lặng nhìn đấu chiêu, tay thậm chí không đặt trên chuôi đao, nhưng cả người giống như một thanh đao đang gieo trong vỏ. Xúc tích tất cả, gã đang chờ đợi ra khỏi vỏ, gã đang chờ đợi 20 năm luyện một đạo được nở rộ. Phong mang một đao này, ai đến xem? Nhưng đấu chiêu không nhìn gã, cũng không nhìn đạo của gã. Đấu chiêu thậm chí cũng không thèm nhìn Tiêu Thứ. Nam tử này quá kiêu ngạo, ánh mắt vượt qua hai người trước mặt, rơi trên đường núi của ngọn núi trung tâm. Ở giao lộ vào núi, có một bia đá hình vuông, khắc chữ ngọn núi trung tâm. Quả thật không đi sai đường, y nghĩ, chúng ta đã từng gặp mặt. Tiêu Thứ đứng bên cạnh Sở Dục Chi, ánh mắt thâm thúy, nhưng cười rất ôn hòa, giọng nói chứa vẻ quan tâm, tay của ngươi bị sao vậy? Đấu chiêu tùy ý nói, bị Trung Ly Viêm chém đứt. Thậm chí y còn tán thưởng một tiếng, hắn tiến bộ rất nhiều. Thế thì quá không được. Tiêu Thứ phàn nàn nói, lại không chặt được tay cầm đao. Đấu chiêu liếc mắt một cái. Khục. Ý của ta là, hạng người như Trung Ly Viêm, quả nhiên không phải là đối thủ của đấu huynh. Trong Sơn Hải Cảnh này, lại thiếu đi một tổ người cạnh tranh, thật là đáng mừng. Gã nhìn đấu chiêu, đấu huynh có muốn suy nghĩ thêm một chút về đề nghị của ta lần trước hay không? Vấn đề lần trước, lần này chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị kỹ đáp án rồi. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1703, Gió Tuyết 2. Lúc này đấu chiêu mới chính thức rời ánh mắt lên người gã, loại sán lạn và ấm áp trong mắt kia hoàn toàn không thấy, càng kiêu, càng cuồng, càng dũng, càng liệt. Ngươi lấy đâu ra tự tin này? Y xách đao, đi lên phía trước. Mà ở sau lưng Sở Dục Chi và Tiêu Thứ, từng võ sĩ chân trần mặc váy da thú, cầm trường mâu hoặc cầm đoản cung, trường đao, chậm rãi lộ ra hình dáng. Từng kẻ cơ bắp khỏe mạnh, thân có lông dài, mặt có hoa văn, khí tức nhanh nhẹn lại dũng mãnh phi thường.
những võ sĩ lông dài này có chừng hơn 1.000 người. Họ hoàn toàn chiếm cứ đường núi của ngọn núi trung tâm, đội hình nghiêm chỉnh. Người cầm trường mâu đi trước, người cầm đoản cung, trường đao ở phía sau. Ở giữa còn có một vài võ sĩ treo kèn lệnh trên cổ, điều khiển hổ, báo, gấu, trong chốc lát gào thét không ngừng. Hổ kia là hổ gầy, báo kia là báo đói. Gấu nằm sấp cường tráng hung ác, người đứng sau tướng mạo hung ác. Tuy không phải dị thú, nhưng cũng là mãnh thú. Điều càng quan trọng chính là toàn bộ quân trận đã thành một khối, hiển nhiên trải qua khảo nghiệm chiến tranh phong phú, là quân đội có thể đánh ác chiến. Trong những võ sĩ lông dài này, có bốn kẻ cao lớn khác thường, khoác thiết giáp trên người, tay xách kiếm bản rộng, khí tức mạnh mẽ, căn bản không thua Sở Dục Chi. Dưới sự khống chế của bọn họ, có thể đoán binh trận mạnh thế nào. Tiêu Thứ quay đầu nói huyên thuyên mấy câu với bọn chúng, chúng vẫn đứng vững bất động, chỉ dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đấu chiêu. 1.200 chiến sĩ Mao Dân, thái độ của Tiêu Thứ vẫn rất tốt, không? Biết có thể trò chuyện đôi chút với đấu huynh không? Chúng ta liên thủ canh giữ ở đây, đào thải tất cả người cạnh tranh khác. Ta và Sở Dục Chi rất có thành ý, ngọc bích của ngươi càng nhiều thì cơ hội càng lớn, ngọc bích mới cướp được về sau, ngươi cũng được phần trước. Sơn Hải dị thú chí có ghi chép, có nước Mao Dân, thân người mọc lông. Sống theo họ, ăn gạo, điều khiển bốn loài chim. Những chiến sĩ Mao Dân này không thể nghi ngờ đại biểu cho một phương thế lực mạnh mẽ trong Sơn Hải cảnh. Đấu chiêu cười, chỉ nói, ngươi lại biết nói ngôn ngữ của Mao Dân. Tiêu Thứ cười nói, nhân sĩ tung hoành, tất cả bản lĩnh đều ở trên miệng lưỡi, nếu ngay cả giao lưu cũng không thể làm được, ta nên chìm xuống biển cho rồi, xấu hổ gặp người. Nói thật, gã hỏi, ngươi có biết vì sao bọn họ đồng ý giúp ta không? Đặc biệt là loại nói chuyện phiếm làm cho người tìm tòi nghiên cứu này biết đánh vào cảm xúc của đối thủ nhất. Hiếu kỳ là khởi đầu cho lý giải, không thể nghi ngờ, Tiêu Thứ am hiểu sâu sắc đạo này. Nhưng đấu chiêu chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta không quan tâm. Tiêu Thứ thuyết phục Mao Dân thế nào, làm sao lôi ra được một đội ngũ như vậy, làm sao tìm đến ngọn núi trung tâm, sớm mai phục ở đây, chắc là một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Thân là một đội ngũ yếu nhất trong Sơn Hải cảnh, ở nơi mọi người không thể nhìn chăm chú, Tiêu Thứ và Sở Dục Chi nhất định đã cố gắng rất nhiều. Thế nhưng y không quan tâm, y tiếp tục đi lên phía trước, không còn giao lưu với Tiêu Thứ, chỉ nói với Sở Dục Chi, cho thêm ta một điểm áp lực đi. Nếu ngươi có thể chém mất cánh tay còn lại của ta, sau khi ra ngoài, ta làm chủ, truyền cho ngươi một thức thiên phạt, một trong đấu chiến thất thức. Đấu chiêu dường như coi 1.200 chiến sĩ Mao Dân kia như không có, coi Sở Dục Chi và Tiêu Thứ là không khí, thậm chí muốn dùng phần thưởng lớn này để cất cao ý chí chiến đấu của đối thủ. Y lại cuồng vọng đến thế, ai có thể cự tuyệt thuật sát phạt đệ nhất? Sở Dục Chi ở đất Sở, thân là người Sở, càng không ngoại lệ. Ánh mắt của gã lập tức sáng rỡ, tinh mang tăng vọt, nhưng rất nhanh gã thu lại ánh sáng này. Không, mục tiêu của ta là chém giết ngươi, trục xuất người rời sân, tuyệt đối không chỉ chém đứt cánh tay của ngươi. Gã nắm chặt trường đao, giống như đang khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không. Tiên Hiền nói, bắt trước bên trên, vẻn vẹn đến vì bên trong, bắt trước bên trong, cho nên vì đó mà hạ. Ta muốn làm người trên người, làm sao có thể để vật ngoài thân lay động tâm tư của ta? Chương 1704, trên đời từng có một cánh cửa, 1. Khương Vọng nắm sợi dây câu được tạo từ cửu chương ngọc bích kia, theo nó không ngừng bay cao, bay cao. Xuyên qua cuồng phong và bão tuyết, phù sơn loạn thạch sụp đổ, cùng với sấm sét nóng bỏng. Rốt cuộc tiến vào một mảnh mây đen mênh mông. Vương Trường Cát với đôi vai gầy đang an vị ở nơi giáp danh mây đen, gió bão mưa tuyết đều nằm sau lưng y. Y cầm cần câu ôn nhuận kia, thong thả ung dung thu dây. Ta còn mang theo bằng hữu đến. Khương Vọng thả dây câu ra, vừa đi về phía trước vừa nói, không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng gặp ngươi có lẽ sẽ có thêm mấy phần sức mạnh. Gặp lại, hai người đã tùy ý hơn rất nhiều, không thể tốt hơn. Vương Trường Cát vung tay một vòng, thu lại dây câu, đứng dậy, gật đầu với Nguyệt Thiên Nô và Tả Quang Thù, nói, trước kia thất lễ, xin hai vị thứ lỗi. Nguyệt Thiên Nô chắp tay hành lễ, lễ phép nói, ta nên cảm ơn thí chủ mới đúng. Đa tạ đã cảnh tỉnh, khiến cho ta bỗng nhiên thông suốt bến mê. Vương Trường Cát chỉ gật đầu nhẹ, coi như đã chào hỏi xong.
Tả Quang Thủ hơi tò mò đánh giá vị bằng hữu của đại ca, nói, ta cũng nên nói lời cảm ơn. Ếch ngồi đáy giếng tự đắc đã lâu, các hạ khiến ta biết núi cao còn có núi cao hơn. Vương Trường Cát thuận miệng nói, có Khương Vọng ở đây, núi cao hơn cũng không nhiều lắm. Đây đương nhiên là đánh giá hắn cực kỳ cao, trong mắt Nguyệt Thiên Nô lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm giác được cảnh giới cường đại của Vương Trường Cát, mà Khương Vọng lại được người có trình độ như vậy đánh giá cao. Nàng cho rằng mình đã hiểu rõ Khương Vọng, nhưng hiện tại chợt cảm thấy có lẽ còn một số thứ nàng còn chưa nhận ra. Đừng nói những lời này nữa, khiến ta xấu hổ. Khương Vọng thẹn thùng nói, ngươi đã nhắc nhở rồi mà ta vẫn trúng chiêu, bị hỗn độn kia lợi dụng, khiến cho trời lệch đất nghiêng. Hỗn độn, Vương Trường Cát dương mắt lên, hình như có chút hứng thú. Khương Vọng kinh ngạc nói, ta cho rằng ngươi đã biết từ sớm. Vương Trường Cát khẽ lắc đầu, ta đoán có những luồng sức mạnh như thế tồn tại, quả thật đã cảm nhận được mấy luồng dây câu, nhưng cũng không biết cụ thể là ai đang tranh đoạt. Cho nên Khương Vọng kể sơ lại quá trình nhìn thấy hỗn độn, lại làm thế nào bị hỗn độn lợi dụng. Vương Trường Cát lẳng lặng nghe hắn kể về hành trình Điêu Nam Uyên, cũng không đánh giá gì, chỉ nói, hóa ra như thế. Khương Vọng nhìn y, ý của Vương Huynh là gì? Chuyện này đợi lát nữa rồi hãng nói. Vương Trường Cát nói, ngươi đem thêm bằng hữu tới đây, vừa lúc ta cũng muốn giới thiệu một người cho ngươi. Từ những gì Tả Quang Thù nói, Khương Vọng đã sớm biết lần này Vương Trường Cát đến Sơn Hải Cảnh mang theo người, mặc dù cảm thấy kỳ quái vì sao lần trước không nhìn thấy, nhưng cũng không quá để tâm. Nhưng lúc này Vương Trường Cát nói trịnh trọng như vậy, lại khiến cho hắn theo bản năng càng thêm coi trọng. Vương Huynh muốn giới thiệu vị tài tuấn nào vậy? Hắn hỏi. Trong nháy mắt này, mây đen chưa tan, cảnh tượng tận thế chưa biến mất, nhưng Nguyệt Thiên Nô và Tả Quang Thủ đã biến mất khỏi tầm mắt. Tất cả vẫn tự nhiên như thế, không để lại dấu vết nào. Khương Vọng biết được, hắn lại tiến vào trong hoàn cảnh mà Vương Trường Cát dựng lên. Chắc hẳn là dựa vào ứng dụng thần hồn tinh diệu, nếu trong lúc giao tranh. Đại khái có hai cách để đối phó. Một là nhanh chóng triển khai đòn tấn công thần hồn phức tạp, đánh loạn cấu trúc hoàn cảnh nơi này, trong lúc vận động đó nắm bắt chỗ sơ hở. Hai là trực tiếp bạo phát ra đạo thuật hoặc là kiếm thuật mạnh nhất, từ phương diện hiện thực phá vỡ phương diện thần hồn, tức là đuổi đối thủ đi, sau đó bản thân thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Đương nhiên, còn có thể bắt đầu từ phương hướng khác. Hiện tại hắn tuyệt đối không có địch ý với Vương Trường Cát, chỉ là theo bản năng, diễn thử các loại khả năng chiến đấu. Cường giả luôn mong đợi có thể giao phong với những cường giả khác. Đang suy nghĩ, sau lưng Vương Trường Cát, từ bên trong mây đen, đi ra một người trẻ tuổi với gương mặt gầy gò. Người này gầy đến quá đáng. Trước kia lúc ở Phong Lâm Thành, hình như không gầy như vậy. So với lần gặp mặt ở Sơn Môn Thanh Vân Đỉnh kia, lại có hơi khác nhau. Nhưng cụ thể biến hóa thế nào, Khương Vọng cũng không thể nói rõ được. Bởi vì hắn chưa từng quan tâm đến người này. Biển người nghìn nghịt, đa số người chỉ lướt qua nhau. Khương Sư Huynh, đã lâu không gặp. Phương Hạc Linh mở miệng trước, vẻ mặt của gã hơi phức tạp, chuyện lúc trước, hiện tại nhớ lại thật sự rất ấu trĩ, ngược lại cũng không cần nói nữa. Bây giờ ta đi theo tu hành bên cạnh Vương Huynh, mục đích giống ngươi và Vương Huynh. Chúng ta là những cô hồn dã quỷ may mắn còn sống sót ở Phong Lâm Thành, du đãng không nơi nương tựa đến đây. Chúng ta có cùng chung mối hận, Khương Sư Huynh, chúng ta có chung kẻ thù. Gã không nhắc đến tình hữu nghị với Khương Vọng, bởi vì giữa hai người không có tình hữu nghị để nói. Điều gã nói đến chính là hận, cùng chung mối hận. Gã nói ra điểm tựa mà chính mình đang dựa vào, chỉ một câu đã nói rõ, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. So với sự khinh suất và ấu trĩ năm đó ở Phong Lâm Thành, đúng là không chỉ tiến bộ một hai phần. Nhưng Khương Vọng chỉ bình tĩnh nói, nhân ma cũng là kẻ thù của ta. Lời này như kiếm nhọn, mặc dù vẫn ở trong vỏ, nhưng đã cắt. Những điều gã nói hầu như không còn. Hắn quả thật có mối huyết hải thâm thù, giấu sâu trong tim. Phương Hạc Linh quả thật là cố nhân. Bọn hắn quả thật gặp chung một tai nạn hủy diệt nhân sinh, quả thực có chung kẻ thù. Nhưng điều này không có nghĩa là ai hắn cũng có thể hợp tác, chuyện gì cũng có thể dễ dàng tha thứ. Kẻ thù của kẻ thù, chưa chắc đã là bạn. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1705, trên đời từng có một cánh cửa, 2.
Bởi vì một người, ngoại trừ yêu hận tình thù của chính mình, còn có đạo đức làm người, tín ước nhân sinh. Lúc đầu ở Sơn Môn Thanh Vân Đình chứng kiến một màn Phương Hạc Linh trà trộn trong đội ngũ nhân ma kia, hắn sẽ không quên. Lúc đó bốn nhân ma hành hạ người vô tội đến chết, lấy việc nấu người làm niềm vui. Hắn đã tự tay giết chết hai tên, nếu không phải Yến Xuân Hồi ra tay, ít diện nhân ma cũng đã phải chết. Đối với hắn, Phương Hạc Linh và những nhân ma khác cũng không khác gì nhau. Lúc ấy nếu như kẻ này xuất hiện ở đoạn hồn hạp, đơn giản chỉ là ra thêm một chiêu kiếm mà thôi. Đại khái điểm khác biệt duy nhất chính là Phương Hạc Linh quả thật là người Phong Lâm Thành. Phương Hạc Linh cũng tan nhà nát cửa trong thời gian tuyệt vọng đó. Nhưng những nhân ma này, người nào không có quá khứ bi thảm? Bao gồm Trịnh Phỉ, Lý Xấu, Cực Sát Ngạ Quỷ Hoàn Đào, Tội Đồ Mặc Môn, thậm chí cả Đoán Mệnh nhân ma kia, người nào không có quá khứ đau khổ? Nhưng lúc bọn chúng hành hạ người vô tội đến chết, xác chết chất thành núi, có từng dừng lại nghe câu chuyện của người khác hay không? Những lời này của Khương Vọng nói với Phương Hạc Linh cũng là nói với Vương Trường Cát. Bạch Cốt Tà Thần là kẻ thù của hắn, Trang Cao Tiện là kẻ thù của hắn, Trương Lâm Xuyên là kẻ thù của hắn. Nhưng những tồn tại cùng hung cực ác như nhân ma này quả thật cũng là kẻ thù của hắn. Kẻ trước là kẻ thù không đội trời chung của hắn, còn kẻ sau là trách nhiệm hắn đã tự nhủ với bản thân từ giây phút đầu tiên nhấc kiếm gỗ lên. Người trưởng thành có trách nhiệm đối với trẻ nhỏ, người mạnh có trách nhiệm đối với kẻ yếu, tu sĩ siêu phàm phải có trách nhiệm siêu phàm. Đây chính là đạo của hắn. Hắn không thể quản mọi chuyện bất bình bất tận trong thiên hạ, diệt trừ toàn bộ những kẻ ác trong thiên hạ, nhưng trong ba thước thanh phong có thể đạt được, chính nghĩa phải thuộc về hắn. Lần trước trò chuyện, hắn và Vương Trường Cát xác nhận phương hướng của nhau. Hắn miêu tả tương lai mà hắn tưởng tượng, hắn sẽ cố gắng hết sức vì tương lai kia. Nhưng vĩnh viễn có điểm mấu chốt, vĩnh viễn sẽ không bất chấp thủ đoạn. Bởi vì trước đó rất lâu đã có người thức tỉnh hắn. Dùng phương thức sai lầm, sẽ không đạt được mục đích chân chính. Sai chính là sai, bất luận thế nào cũng không thể che giấu. Nếu như Vương Trường Cát không đồng ý, hắn thà rằng tiếp tục độc hành. Một người đi qua đêm dài có lẽ rất cô độc, nhưng độc hành không thẹn với lương tâm còn tốt hơn so với khách quý chật nhà mà lương tâm bất an. Lúc Khương Vọng nói những lời này, tâm tình không rung động gì, ngữ khí cũng thật lạnh nhạt. Nhưng sự kiên quyết của hắn, không ai có thể bỏ qua. Phương Hạc Linh cơ hồ ngay lập tức khom người bái thật sâu, Khương Sư Huynh. Trước kia lúc ở Phong Lâm Thành, ta thật sự rất không hiểu chuyện. Tâm tư hẹp hòi, lại hèn hạ bẩn thỉu. Làm rất nhiều chuyện sai trái, tổn thương rất nhiều người, hiện tại nhớ lại, vô cùng xấu hổ. Ta biết sai rồi, ta thành khẩn xin lỗi huynh. Xin huynh tha thứ, xin huynh tha thứ. Gã cúi gập cả người, trán thấp qua tận đầu gối, thái độ cực kỳ hèn mọn. Khương Vọng nghiêng người tránh đi, không chịu nhận cái cúi người này. Phương Hạc Linh, ngươi nói ngươi phải xin lỗi ta chuyện năm xưa, nhưng mà ta căn bản không nghĩ ra ngươi nợ ta cái gì. Chút miệng lưỡi, không đáng nhắc đến, năm đó ta cũng không hề nương tay với ngươi. Mà hiện tại, ta chỉ là không cùng đạo với ngươi mà thôi. Phương Hạc Linh đứng dậy, gã gập người, ngước nhìn Khương Vọng, cười bồi nói, Khương đại ca, huynh nói như vậy là còn chê ta rồi. Đúng vậy, ta quả thật xin lỗi thiếu thành khẩn. Vừa nói, gã giơ tay tát mình một cái. Bộp. Cái tát này kêu thanh thúy như thế, má phải của gã lập tức sưng phồng lên. Mặt sưng vù, gã vẫn nặn ra nét tươi cười, hay là huynh nói đi, huynh muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta. Ta có thể làm được nhất định sẽ làm, không thể làm được thì nhất định sẽ nghĩ cách làm được. Tóm lại, chỉ cần huynh chịu cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ khiến huynh hài lòng. Thái độ mà Khương Vọng biểu hiện ra chính là không thể cùng tồn tại với gã. Mà Phương Hạc Linh hoàn toàn không cảm thấy giữa mình và Khương Vọng, Vương Trường Cát có gì phải lựa chọn, không cần nói đến gì mà nhân phẩm đạo đức. Cho dù là suy tính từ góc độ lợi ích, Khương Vọng mạnh hơn gã nhiều, thiên phú cũng vượt xa gã. Trước đây, bây giờ, tương lai có thể đoán được, sẽ luôn mạnh hơn gã. Ngay cả chính gã cũng không tìm được lý do khiến cho Vương Trường Cát vứt bỏ Khương Vọng mà chọn mình. Cho nên gã tuyệt đối không muốn để bản thân ở vào thế đối lập với Khương Vọng. Cho nên gã hèn mọn xin lỗi, cho nên gã tát chính mình một bạt tai. Gã thậm chí còn có thể quỳ xuống khấu đầu mấy cái, gã có thể đê tiện như một con chó, có thể đê tiện hơn cả con chó. Chỉ cần Khương Vọng không bóp chết cơ hội của gã.
Nếu như bị Vương Trường Cát bỏ rơi, dựa vào chính gã, phải làm thế nào đến được trước mặt Trương Lâm Xuyên đây? Đối mặt với Phương Hạc Linh như vậy, Khương Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh đến gần như lãnh khốc. Nghe đây, Phương Hạc Linh. Ta không biết những năm qua ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn biết. Ở trên thế giới này, không có ai sống dễ dàng cả. Ta không có thù hận với ngươi, đương nhiên cũng không cần nói đến việc tha thứ. Ngươi nên làm gì thì cứ làm cái đó, không cần biểu diễn trước mặt ta. Khương Sư Huynh, cho ta một cơ hội đi. Phương Hạc Linh giơ tay lên lại tát cho mình một cái. Cái tát này khiến hai bên mặt đều sưng phồng lên, nhưng gã vẫn nhếch mép lên cười. Giống như căn bản không cảm nhận được sự cự tuyệt của Khương Vọng. Ta chỉ muốn cùng Huynh và Vương Đại Ca đi báo thù rửa hận. Ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Cùng một mục tiêu, không có nghĩa là có thể cùng đi. Ngươi có phương thức của ngươi, ta có phương thức của ta. Khương Vọng nói, ta đã nói, chúng ta không cùng đạo. Bốp. Phương Hạc Linh lại tát mình một cái, khóe miệng bị đánh chảy cả máu. Gã nhếch mép, cười nói, cha ta chết rồi, là người cha Thiết Yến ở Vọng Nguyệt Lâu, cầu huynh cho đứa con phế vật là ta một chút lòng tin. Người đã chết rồi. Chỉ một cái khoát tay của Trương Lâm Xuyên, một đạo lôi quang hạ xuống, người biến thành một khối than đen. Chết đến mức không còn chút tôn nghiêm nào. Khương Vọng trầm mặc. Đối với hắn, Phương Trạch Hậu không nghi ngờ gì chính là một kẻ khiến cho người ta chán ghét, ăn chặn tài nguyên của Phương Bằng Cử. Xưa nay ở Phong Lâm Thành cũng không có danh tiếng tốt đẹp gì, thậm chí còn từng dùng Khương An An uy hiếp hắn. Nhưng người này lại là một người phụ thân chân thành. Cực kỳ yêu thương con của mình, dốc toàn lực, của cải, thậm chí cả sinh mệnh vì con. Người như Phương Trạch Hậu chết đi, lão chẳng qua chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn người chết đi ở Phong Lâm Thành. Khương Vọng không biết nên nói gì. Phương Hạc Linh nhìn hắn, cười bồi nhìn hắn. Trước đây ở Phong Lâm Thành, gã từng thề nhất định phải khiến cho Khương Vọng này nhìn gã bằng con mắt khác. Nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, gã bỏ ra nhiều như vậy, nỗ lực trưởng thành như vậy, khó khăn lắm mới đến được đây. Lại còn phải cúi đầu thấp kém chưa từng có, cười ti tiện như thế, cầu khẩn như vậy. Chương 1706, trên đời từng có một cánh cửa, 3. Gã không dám có chút bất mãn nào, cười như vậy, ta biết ta là phế vật, không chút quan trọng, khiến người ta chán ghét. Các huynh đều là thiên tài, tương lai các huynh vô cùng sáng lạn. Ta chỉ muốn đồng hành cùng các huynh một đoạn đường, đợi đến khi giết chết Trương Lâm Xuyên rồi, ta sẽ cút ngay, sẽ cút đi thật xa, nhất định sẽ không làm bẩn mắt các huynh. Huynh xem như vậy được không? Khương Vọng thầm thở dài một hơi. Hắn nghiêm túc nhìn Phương Hạc Linh, ánh mắt hắn rất sạch sẽ, bên trong quả thật không có oán hận, cũng không có chán ghét, chỉ có một loại bình tĩnh kiên định. Vạn ác, tức nhục, khảm đầu, ba nhân ma này, đều do ta giết. Đoán mệnh nhân ma chết, cũng có công lao của ta. Thậm chí từ rất lâu trước đây, thôn tâm nhân ma Hùng Vấn kia, quả thật cũng do một kiếm của ta đâm thủng ngực. Thái độ của ta đối với nhân ma chưa từng thay đổi. Ngươi biết không? Trịnh Phi và Lý Sấu có tình cảm rất tốt, bọn họ đều nguyện ý chết vì đối phương. Ta nhìn thấy tình huynh đệ chân chính trên người bọn họ. Nhưng ta vẫn giết bọn họ, không hề do dự. Bởi vì lúc bọn họ giết chết những thường dân vô tội, lúc bọn họ vứt người vào bếp lò để nấu, lúc bọn họ ăn thịt uống máu người, bọn họ cũng không hề do dự. Khương Vọng nói tiếp, Phương Hạc Linh, ta có thể hiểu được sự thù hận của ngươi, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Trong rất nhiều đêm đen cô độc, ta cũng bị thù hận gặm nhấm như ngươi. Màu máu bên trong ánh mắt ngươi, trong ánh mắt ta cũng đã từng có, hơn nữa từ đó đến nay chưa hề tiêu tan. Nhưng chúng ta không phải người chung đường. Nếu gặp phải bên ngoài Sơn Hải Cảnh, hiện tại ta đã rút kiếm. Phương Hạc Linh nhìn về phía Vương Trường Cát, trên mặt Vương Trường Cát không có biểu cảm gì, cũng không nói lời nào. Gã dường như đã hiểu rõ. Gã không tát mình nữa, gã biết làm gì cũng vô ích. Khương Vọng, đến giờ vẫn kiên quyết như vậy. Lúc Phương Bằng Cử co quắp nằm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, hô to tam ca, cầu xin hắn tha mạng. Kiếm của hắn đâm xuống, cũng không chút chần chừ. Đó là huynh đệ kết nghĩa tình như thủ túc của hắn. Phương Hạc Linh gã, tính là cái gì? Phương Hạc Linh cười, cười thành tiếng. Gã cười giơ ngón cái lên với Khương Vọng, ngươi đúng là lòng dạ sắt đá, ngươi đúng là trung can nghĩa đảm, ngươi đúng là ân oán rõ ràng, đúng là đầu đội trời chân đạp đất. Trong mắt ngươi không chịu nổi một hạt cát,
ngươi thật là chính trực, thật là chính nghĩa, Khương Vọng. Gã tự giễu bản thân không có chí tiến thủ, vừa tự ti lại vừa căm phẫn. Gã giơ cao ngón tay cái, cao quá trán, ngươi rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh. Ngươi là thiên kiêu được người người ca ngợi, ngay cả lúc học những thứ kiếm pháp rách nát kia ở ngoại môn, ngươi cũng có thể mạnh hơn ta. Ngươi cũng mạnh hơn Đường huynh thiên tài Phương Bằng Cử của ta, chỉ cần một kiếm là giết chết huynh ấy. Tay của gã từ từ hạ xuống, giang hai bàn tay ra. Nhưng còn ta thì sao? Gã trừng mắt nhìn Khương Vọng, biểu cảm ức chế mà vặn vẹo. Gã lần đầu gầm gừ với Khương Vọng, nhưng còn ta thì sao? Ta là một phế vật. Ta làm thế nào cũng vẫn thua kém ngươi, ngay cả Phương Bằng Cử ta cũng thua kém. Ta phải làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Có thể có rất nhiều chọn lựa. Người mà ngươi kết giao không phải là thiên tài, truyền nhân danh môn thì cũng là con cháu thế gia, công tử, công gia. Ngươi ở Đài Quan Hà nổi danh thiên hạ, ngươi ở Tề Quốc quan to lộc hậu, ngươi ở Sở Quốc qua lại đều không phải dân thường, Tam Hình Cung làm chứng cho ngươi, Dư Bắc Đấu cũng mẹ nó xướng danh cho ngươi. Nhưng còn ta thì sao? Khuôn mặt sưng vù của gã vặn vẹo thành một đoàn, nhìn cực kỳ xấu xí, cực kỳ chua xót. Gã dùng ngón tay chỉ vào lồng ngực mình, chỉ rất mạnh, giống như đang run rẩy, trong nháy mắt như nhớ lại vô số lần thống khổ. Theo từng cái đập vào lồng ngực, gã gầm lên giận dữ, ta không phải người tốt, nhưng ta cũng không hề xấu xa như thế. Có một số thời điểm, ta cũng không xuống tay, có một số người ta cũng không muốn giết. Nhưng ta đã tự nói với chính mình, ta muốn báo thù. Ta không có gì cả, không là cái gì cả, ta lấy gì để báo thù? Chỉ có nhân ma muốn ta, chỉ có nhân ma cho ta cơ hội, chỉ có nhân ma cho ta sức mạnh. Gã chỉ vào Khương Vọng, dùng thanh âm gần như gào to nói, ngươi mẹ nó có thể làm người tốt, cao cao tại thượng nhìn ta, chỉ là vì ngươi đã được chọn. Mà ta thì không. Phương Hạc Linh rũ tay xuống, gã hạ giọng. Biểu cảm vặn vẹo trên mặt bắt đầu sụp đổ, gân xanh nổi lên cũng từ từ tản đi. Gã trở nên sa sút, là loại sa sút hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Gã lắc đầu, Khương Vọng, ta thật sự rất ghét loại người đứng trên cao nhìn xuống như ngươi. Có lẽ ngươi đúng, nhưng ngươi sẽ không vĩnh viễn đúng. Thứ ánh sáng có thể xem là rực rỡ trong đôi mắt gã, vụt tắt. Gã cứ vậy, mang theo gương mặt sưng vù, chán nản quay người. Gã biết gã chỉ có thể đến quỳ gối trước mặt Yến Xuân Hồi, quỳ gối trước mặt Yến Tử, lại đi cầu xin một chút cơ hội. Mặc dù gã cũng không biết, gã còn thứ gì để trao đổi. Cái thế giới này là được chuẩn bị sẵn cho thiên tài mà thôi. Mọi ánh sáng trên đời này là để cho những kẻ quyền thế kia hưởng thụ. Một phế vật như gã có tư cách gì nói đến chuyện yêu hận chứ? Thù giết cha thì như thế nào? Giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ thì như thế nào? Bán đứng tự tôn, bán đứng linh hồn, trả giá đau khổ, hy sinh thân thể thì thế nào? Cái thế giới này có vô số cánh cửa, phía sau những cánh cửa đó có vô số ưu việt, nhưng lại chưa từng có cánh cửa nào mở ra cho gã. Gã thất hồn lạc phách đi ra ngoài, không biết nên đi nơi nào. Đột nhiên, có một cánh tay khoác lên bả vai của gã, khiến bước chân gã ngừng lại. Gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên mặt bình tĩnh của Vương Trường Cát. Chính gã cũng không biết vì sao, nước mắt chảy xuống. Vương Trường Cát không nhìn gã, chỉ dùng một tay đè lên bờ vai của gã, đứng bên cạnh gã, đối mặt với Khương Vọng. Từ đầu đến giờ, y không nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn chăm chú cuộc đối thoại giữa Khương Vọng và Phương Hạc Linh. Lúc này y nói, thật ra, việc ai giết ai, đạo đức hay là chính nghĩa gì đó, ta không quá quan tâm. Chỉ là ta nghĩ rằng, có người không muốn ta làm chuyện ác, cho nên dưới tình huống không ảnh hưởng đến việc báo thù, ta sẽ tận lực tuân thủ những chuẩn tắc liên quan đến nhân nghĩa đạo đức. Để ta nói cho ngươi biết, vì sao ta mang theo Phương Hạc Linh bên người. Bởi vì ta cảm thấy ít nhất lúc đối phó với đám người Trương Lâm Xuyên, hắn có thể làm được chuyện gì đó. Bởi vì ta cảm thấy hắn có một trái tim rất kiên cường. Hắn không phải là phế vật, hắn là một tài năng có thể rèn rũa. Khương Vọng, ta không hiểu sự kiên trì của ngươi cho lắm. Ta không biết vì sao ngươi không xét quan hệ lợi hại mà lại căn cứ vào chuẩn tắc làm người để suy xét chuyện này. Nhưng ta nghĩ, trên đời này, phần lớn đều là người phải chịu khổ, sở dĩ vẫn có thể kiên cường sống tiếp, đơn giản chỉ vì trong lòng có kiên trì. Cho nên ta tôn trọng sự kiên trì của ngươi. Hơn nữa, Vương Trường Cát nói tiếp,
Nếu như ngươi và Phương Hạc Linh quả thật không thể nào cùng tồn tại, ta sẽ chọn ngươi, từ bỏ hắn không chút do dự. Bởi vì ngươi đáng giá hơn, ngươi đã vô số lần chứng minh sự ưu tú của mình. Nhưng ta nghĩ, ngươi có thể cho Phương Hạc Linh một cơ hội hay không, để cho hắn được một lần chứng minh bản thân. Y giơ bàn tay lên, chặn lại lời Khương Vọng muốn nói, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Chúng ta không ngại dùng một góc độ khác càng thực tế hơn để suy nghĩ về vấn đề này. Bắt đầu từ sự kiên trì của ngươi. Ừ, chính nghĩa mà ngươi suy nghĩ. Y hỏi tiếp, bây giờ chúng ta đều ở trong Sơn Hải cảnh, ngươi cũng biết, ngươi không thể nào chân chính giết chết hắn. Trong hiện thế, các ngươi xa cách trùng trùng, cho dù ngươi muốn tìm hắn, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm ra. Cho nên ngươi không thể nào ngăn cản hắn làm chuyện ác. Ngươi có thừa nhận điểm này không? Nếu vậy, vì sao ngươi không thử trói buộc hắn? Khiến cho hận tâm nhân ma từ nay về sau không còn. Lạm sát nữa, chẳng lẽ như thế không phải càng có thể thực hiện được chính nghĩa của ngươi sao? Ngươi bây giờ từ bỏ hắn, ta cũng từ bỏ hắn. Rời khỏi Sơn Hải cảnh, hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể quay lại với nhân ma, lại phải giết bao nhiêu người. Ngươi làm sao để chịu trách nhiệm với mạng sống của những người này? Nếu như ngươi đồng ý cho hắn một cơ hội, vậy thì chính ngươi đã cứu mạng của những người có thể bị giết kia. Ngươi cho hắn một cơ hội này, so với việc ngươi rút kiếm ra khỏi vỏ, càng tiến gần với chính nghĩa hơn. Bàn tay y nắm lấy bả vai Phương Hạc Linh, hơi dùng sức. Phương Hạc Linh lập tức lau đi nước mắt, xoay người lại, đưa tay chỉ trời, chỉ cần các ngươi đồng ý mang theo ta đi giết Trương Lâm Xuyên, ta thề từ nay về sau. Sẽ không lạm sát kẻ vô tội nữa, cho dù đau chết, cũng không bao giờ ăn tim người nữa. Khương Vọng trầm mặc một hồi lâu, thở một hơi thật dài. Nói, những năm gần đây, có hai người nói với ta hai câu, khiến ta khắc sâu ấn tượng. Một người nói với ta, hắn không muốn làm một người trần tục, hắn chỉ là một người tài trí tầm thường không ngừng nỗ lực mà thôi. Một người nói với ta, đừng tưởng rằng người khác đều giống ngươi, có thể chọn lựa. Ta khắc ghi trong lòng. Ta vô ý cách Sơn Hải cảnh phán xét ngươi, ta cũng không phải là một người đạo đức toàn vẹn không có tì vết. Có lẽ ta cũng vô ý ngạo mạn mà không biết. Có rêu rao đạo đức mà chưa tự xét lại bản thân. Ta sẽ tự suy xét lại chính mình. Nhưng ta muốn nói rằng. Hắn nhìn Phương Hạc Linh, nói, nếu như từ nay ngươi thật sự dừng làm điều ác, ta mong có ngày có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1707 Kiếm nghiêng Lưu Ba Sơn, 1. Thật ra Khương Vọng làm gì có lựa chọn, lúc ở thành Phong Lâm Thành, lúc ở đáy nước Thanh Giang, lúc ở Đài Thiên Nhai. Hắn có được ngày hôm nay là do hắn dãy dụa từng chút một, ngày ngày nỗ lực, bước từng bước đến đây. Hắn chưa bao giờ buông thả chính mình, cho nên hắn mới là hắn của hiện tại. Nhưng những lời này, hắn không cần nói ra. Vương Trường Cát nói đúng. Dưới tình huống không thể tìm giết được Phương Hạc Linh, trói buộc gã dừng làm việc ác, so với việc chặt đứt hy vọng của gã mới là chọn lựa càng thêm chính nghĩa. Cho nên hắn đưa tay ra, nắm tay lại. Phương Hạc Linh tiến về phía trước hai bước, cũng nắm tay, lại, nhẹ nhàng chạm tay với hắn. Trên tầng mây đen âm u, hai con cá lọt lướt của Phong Lâm Thành đứng đối mặt nhau, hai nắm tay chạm nhau, ký kết hiệp ước. Cùng giết Trương Lâm Xuyên. Vào giây phút này, thời gian như đan xen cùng với chuyện cũ. Phương Hạc Linh dường như thấy lại bản thân từng theo đuôi Đường huynh, mở to hai mắt, ước ao nhìn những người đó tụ tập nâng chén. Bộp, chén rượu rơi bể, những người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kia ra khỏi thành. Phải đi giết sơn tặc, bắt trộm hay đơn giản là ước đấu với người khác. Gã chỉ đứng đó, nhìn bọn họ càng chạy càng xa, có một loại cảm giác hoảng hốt vi diệu. Trong nháy mắt gã tỉnh táo lại, mấy năm sau gặp lại, trải qua sương gió, gương mặt Khương Vọng càng thêm rắn giỏi. Gã đã sớm học được cách che giấu tâm trạng của mình, cũng đã sớm hiểu được quy củ của thế giới này. Gã rất khẳng khái nói, Khương đại ca, huynh luôn dùng tín nghĩa để nổi danh thiên hạ, bây giờ ta sẽ noi theo gương huynh, tất không phụ lời ước hẹn hôm nay, đời này nguyện giữ lời. Lúc gã nói đến đây, tâm tình dâng cao, chém đinh chặt sắt, trong chốc lát đều là tình cảm chân thật. Nhưng rốt cuộc lời này có mấy phần thật, có mấy phần giả, ngay chính gã cũng không biết. Nếu như Khương Vọng không thể giúp gã đạt được mục đích báo thù,
gã tất nhiên sẽ chuyển hướng sang một người khác có thể giúp mình báo thù. Chọn dùng thủ đoạn có thể giúp gã báo thù, bất luận là thứ gì, gã sẽ không chút băn khoăn. Nếu như đồng hành với Khương Vọng quả thực có thể báo được thù, mộng cũ Phong Lâm Lục Hiệp cũng rất đáng để hoài niệm, không phải sao? Đó là thanh xuân ấu trĩ, mơ màng. Giữa Khương Vọng và Vương Trường Cát, gã đương nhiên thích Vương Trường Cát không liên quan gì đến Phong Lâm Thành hơn. Trong suốt những năm qua, Khương Vọng đã sớm vang danh thiên hạ, gã lại chưa từng có suy nghĩ đến bái nhập. Khương Vọng nói gã không phải người trung đường, chính gã sao lại không biết. Hôm nay chủ động giải hòa, cũng chỉ vì Vương Trường Cát xem Khương Vọng là người cùng đường, chỉ thế mà thôi. Tất cả cũng chỉ để báo thù, gã tin rằng Vương Trường Cát sẽ thích ý nghĩ của gã hơn. Bởi vì Vương Trường Cát căn bản không thèm để ý gã đã từng làm chuyện ác gì, căn bản không thèm để ý gã là kẻ trời sinh tính tình tàn nhẫn hay là bởi thân bất do kỷ. Vương Trường Cát hầu như không thèm để ý đến bất kỳ chuyện gì trên thế giới này. Đương nhiên, Vương Trường Cát cũng không thèm để ý đến gã, nhưng đâu liên quan gì. Ở trên thế giới này, vốn dĩ không ai để ý đến gã. Khương Vọng nhìn Phương Hạc Linh thật sâu, không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ quay đầu nhìn Vương Trường Cát, Vương Huynh, bây giờ có thể nói, tìm ta tới có việc gì chưa? Ta nghĩ hai người bằng hữu của ta có lẽ hiện tại đang rất nghi hoặc. Đương nhiên, Vương Trường Cát nói. Theo lời y nói, thân ảnh Nguyệt Thiên Nô và Tả Quang Thù cũng hiện ra, tự nhiên xuất hiện trong tầm mắt, giống như căn bản chưa từng biến mất. Khuôn mặt sưng vù và vết máu nơi khóe miệng Phương Hạc Linh cũng đã biến mất, nhưng gã hiển nhiên còn chưa phát hiện, bởi vì gã còn theo bản năng đưa tay che lại khuôn mặt. Đủ loại biểu hiện cũng giúp Khương Vọng xác nhận rằng mới nãy là cuộc giao lưu trong hoàn cảnh được tạo thành từ thần hồn lực. Tả Quang Thù nhìn Phương Hạc Linh đột nhiên xuất hiện, lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khương Vọng, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói lời nào. Trong cảm nhận của y, chỉ là một cái chớp mắt, trước mắt liền hiện ra thêm một người. Mặc dù y biết, chuyện không hề đơn giản như vậy. Nguyệt Thiên Nô chấp tay hành lễ, khen ngợi Vương Trường Cát, thí chủ vận dụng thần hồn đúng là đang phong tạo cực. Vương Trường Cát ngược lại không hề khiêm nhường, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận lời khen này. Sau đó y nói với Khương Vọng, ta muốn mời ngươi đến giúp ta săn giết Quỳ Ngưu, trước đó luôn chờ cơ hội, bây giờ vừa đúng lúc. Tả Quang Thù mở to hai mắt nhìn. Uy phong của Quỳ Ngưu, y thật sự có ấn tượng rất sâu sắc, một đạo sấm chớp nối liền trời biển, bạo diệu nghìn vạn dặm, biển núi đều chấn động. Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật bị đánh chạy trối chết, y và Khương Vọng cũng rất sợ hãi. Bây giờ người này nói, muốn giết Quỳ Ngưu, người này rốt cuộc có biết hay không, giữa Ngoại Lâu và Thần Lâm, cách biệt thế nào? So với y, Nguyệt Thiên Nô lại bình tĩnh hơn nhiều, nàng cũng biết được sự cường đại của Vương Trường Cát. Mặc dù cảm thấy khó có thể thực hiện, nhưng vẫn mong được nghe kế hoạch cụ thể của đối phương. Khương Vọng đã sớm kỳ vọng với Vương Trường Cát, hắn cảm thấy bất luận tiếp theo Vương Trường Cát muốn làm gì, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc, bởi vì đã sớm trải qua rất nhiều lần kinh ngạc rồi. Hắn giải thích với Tả Quang Thù một câu, trước kia lúc chúng ta phát hiện ra Quỳ Ngưu, người mà nó truy đuổi chính là Vương Huynh Vương Niệm Tường. Sau đó mới nói với Vương Trường Cát, Vương Huynh chắc hẳn lúc đó cũng đã nhìn chúng Quỳ Ngưu rồi. Nhân vật như ngươi đã dám xem Quỳ Ngưu là mục tiêu, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi. Không biết ngươi nắm chắc mấy phần, lần đó chẳng qua chỉ là dò xét lẫn nhau, thử xem có thể giao lưu hay không. Chỉ là con thú kia tính tình quá bướng bỉnh nóng nảy. Vương Trường Cát nói tiếp, về phần nắm chắc. Vốn chỉ có 3 phần, sau khi cộng thêm Khương Huynh thì thành 6 phần, hiện tại đã thành 8 phần. Tập hợp một đám tu sĩ Ngoại Lâu, muốn vây giết một dị thú cường đại trong thần lâm như Quỳ Ngưu, vốn đã nguy hiểm như bước vào đầm rồng hang hổ, làm sao có thể tính toán chuẩn xác như thế. Tả Quang Thù cũng không tin, nhưng Khương đại ca đã không nghi ngờ, nên y cũng chỉ im lặng. Vương Huynh nắm chắc như vậy, ta đương nhiên nguyện ý phụng bồi. Khương Vọng hơi suy nghĩ, nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô, nói, đây chỉ là giao tình giữa ta và Vương Huynh, thiền sư có thể cùng đi, cũng có thể ở đây chờ ta. Xin cứ tùy tâm, đừng ngại. Vì Khương mỗ, Nguyệt Thiên Nô chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Vương Trường Cát, nếu như có thể báo đáp về việc đã chỉ điểm, sẽ khiến Bần Ni cảm thấy thoải mái hơn. Vương Trường Cát đáp lễ lại, vậy thì tạ ơn sư thái. Vương Huynh có kế hoạch thế nào? Khương Vọng lại hỏi. Vương Trường Cát cực kỳ lạnh nhạt nói, nhớ những gì ta đã nói với ngươi không?
ta đang tranh thủ thả câu. Lúc đó ta nhận thấy, cơ sở quy tắc của thế giới này đã bị dao động. Có nhiều luồng sức mạnh coi thế giới này là một cái hồ, dùng quy tắc như sợi câu, ta cũng gia nhập vào. Từ lúc vào Sơn Hải Cảnh đến giờ, trong dung chuyển kịch liệt lúc nãy, mới có thể may mắn tranh thủ một chút. Ngươi giúp chiếu cố hỗn độn, cũng thuận tiện giúp cho ta. Ngữ khí y bình thản, nói rằng đó cũng chỉ là may mắn. Nhưng mà vào tai người nghe, lại giống như sấm nổ bên tai. Chương 1708, Kiếm nghiêng Lưu Ba Sơn, 2. Có thể xem thế giới này là hồ, thả dây câu của mình xuống, đây là cấp bậc gì? Cần phải hiểu thế giới này đến mức nào, rốt cuộc phải thế nào mới làm được. Tả Quang Thù không biết, Khương Vọng không biết, ngay cả Nguyệt Thiên Nô lai lịch thần bí cũng chỉ biết chứ không thể nào làm được. Bởi vì tu vi hiện tại của nàng chỉ là ngoại lâu cảnh, có lòng mà không đủ lực. Vấn đề mấu chốt chính là, nam nhân có tên Vương Niệm Tường này cũng chỉ có tu vi ngoại lâu cảnh, cũng là lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải Cảnh. Mặc dù Khương Vọng đã đoán trước được, mặc dù cho là mình rất khó cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi nghe chính miệng Vương Trường Cát xác nhận chuyện này, vẫn bị chấn động. Không hổ là nhân vật từng dùng phàm thể chống lại thần. Không hổ là nhân vật có thể khiến cho ý chí của Bạch Cốt Tà Thần chạy về U Minh. Cho nên, hắn nhìn Vương Trường Cát. Vương Trường Cát nói, lúc đó ta vẫn chưa biết những sức mạnh đang thả câu ở thế giới này thuộc về ai. Đương nhiên, lúc nãy ngươi mới nói cho ta, trong đó có hỗn độn và trúc cửu âm. Đại khái có thể lý giải thành người phản kháng và người duy trì trật tự. Giây phút này, đại chiến giữa hỗn độn và trúc cửu âm đã bắt đầu, dây câu của bọn chúng bị quấn vào nhau, tranh đoạt khắp Sơn Hải Cảnh. Mà Quỳ Ngưu lại rất giống những sơn thần khác, chân giữ thần trạch, độ thiên tránh tai. Lúc này chính là lúc nó suy yếu nhất, là lúc nó không thể nào phân tâm nhất. Vừa lúc ta tranh thủ quyền thả câu một chút, có thể giúp chúng ta tiến thẳng lên Lưu Ba Sơn, nhanh chóng tách thần danh của nó. Quá trình này sẽ không vượt quá 3 hơi thở. Nhưng ta nghĩ thời gian 3 hơi thở đã đủ để chúng ta giết chết nó rồi. Một con Quỳ Ngưu không còn thần danh, sức mạnh hầu như bị phế bỏ hơn phân nửa. Thực lực cũng chỉ nằm giữa ngoại lâu và thần lâm mà thôi. Khương Vọng không cần thiết phải tự xem nhẹ mình. Với đội hình hiện tại của bọn hắn, quả thật chỉ cần 3 hơi thở là đủ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Khương Vọng hỏi. Chuyện này, đương nhiên không đơn giản. Có thể đạt được quyền thả câu ở Sơn Hải Cảnh, nắm trong tay một số quy tắc ở thế giới này, tách thần danh của Quỳ Ngưu, đây quả thật là chuyện khó tưởng tượng. Nhưng phần khó khăn nhất, Vương Trường Cát đã giải quyết hết. Về câu hỏi của Khương Vọng, Vương Trường Cát chỉ buông tay ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Khương Vọng nói, đến lúc đó vẫn kịp đến ngọn núi trung tâm. Vương Trường Cát nhẹ nhàng vung tay lên, mây đen dưới chân tách ra, có thể nhìn thấy gió tuyết đầy trời, thấy được cuồng phong như đao, thấy được biển nước sóng gầm. Cùng với cảnh tượng tận thế này là thần quang của Lưu Ba Sơn. Loại bỏ qua khoảng cách này, kích thích gần như quy tắc thế giới. Vương Trường Cát đạt được quyền thả câu, chỉ cần hơi hợt vung tay là có thể hiển hiện ra. Đám mây hạ xuống Lưu Ba Sơn cao lớn hùng vĩ. Lôi điện diệt thế dữ tợn, ở đây cũng trở nên dịu dàng, quấn quanh ngọn núi, giống như thác chảy. Đương nhiên là vì ở đây có một con lôi thú cường đại. Quỳ Ngưu thân xám bạc, một chân, không có sừng, thân dài 13 trượng, giống như một tảng đá lớn, lẳng lặng nằm bò trên đỉnh núi. Trước kia nó rất nóng nảy, hôm nay lại cực kỳ an tĩnh. Giây phút này, sơn môn Lưu Ba Sơn đã đóng, thần trạch đã khóa. Sự hủy diệt trong thế giới này sắp đến, chờ đợi thế giới mới được sinh ra. Trong lịch sử dài dằng dặc của Sơn Hải Cảnh, thiên khuynh không chỉ xảy ra lần một lần hai, nó mặc dù chưa quen, nhưng mà cũng không ngạc nhiên lắm. Mặc dù lần thiên khuynh này khác với quá khứ, hình như có vấn đề với Điêu Nam Uyên. Nhưng mà nó không suy nghĩ gì, nó chỉ yên lặng chờ đợi thời khắc công bố kết quả. Thần linh như nó ở Sơn Hải Cảnh, có rất nhiều. Thủ Sơn chính là thiên ý, trong thời khắc như vậy. Bầu trời hôm đó, mây đen vừa dày vừa nặng trùng điệp vô tận, lặng yên không một tiếng động nứt ra một khe hở. Phía sau khe hở đó cũng không có ánh sáng, chỉ có bầu trời càng u ám hơn, đang đổ sụp xuống. Phía sau tận thế là tận thế càng rõ ràng hơn. Thế giới này cuối cùng cũng tái diễn, như 5 bóng người rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Hoặc ánh xanh, hoặc ánh đỏ, hoặc ánh nước,
hoặc ánh Phật, hoặc màu máu. Vương Trường Cát, Khương Vọng, Tả Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô, Phương Hạc Linh, năm bóng người ầm ầm rơi xuống, chấn động không gian, phát ra tiếng rít kinh khủng. Giống như năm ánh sao băng từ trên trời rơi xuống, bắn phá vạn dặm không gian. Quỳ Ngưu kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ dừng lại ở kinh ngạc. Bởi vì những người này không thể nào đánh phá thần trạch hiện tại, vĩnh trú nơi này, thiên bẩm thần danh. Đây mới chính là thiên ý căn bản nhất của thế giới này, là cơ sở của Sơn Hải Cảnh. Ngoại trừ số ít kẻ như Hỗn Độn, Trúc Cửu Âm, ai có thể kháng cự. Nhưng chỉ sau một khắc, thần quang bao phủ toàn bộ Lưu Ba Sơn, giống như bọt biển bị tan vỡ, biến mất. Quỳ Ngưu kinh hãi đứng dậy. Sao? Đó nó phát hiện, thần lực mênh mông thuộc về nó cũng biến mất, mối liên hệ giữa nó và tòa thần sơn bên dưới. Giống như bị một tấm màn vừa dày vừa nặng ngăn cách, nó vẫn có thể cảm nhận được thần trạch của nó, vẫn có thể cảm ứng được loại kêu gọi đó. Nhưng mà không thể chạm tới được, thậm chí cả tòa Lưu Ba Sơn, bởi vì mất đi sự che chở của thần quang và sự liên hệ với thần trạch, mà trong tận thế này, bắt đầu lay động. Núi nứt toác ra, nhưng Quỳ Ngưu đã hoàn toàn không thể nào bận tâm đến ngọn núi này nữa. Gầm, sức mạnh kinh khủng trong máu phun trào, toàn thân nó lấp lánh lôi quang, nhưng mà trên trời cao, có người đã đến. Nhóm 5 người này không ai yếu cả, cũng không cần cố ý nâng đỡ lúc chiến đấu. Tổng cộng 3 hơi thở, phải tự mình nắm được khe hở, lấy bối cảnh bão tuyết mây đen. Nguyệt Thiên Nô với Phật Quang quanh người, chấp tay hành lễ, miệng lẩm bẩm, nói, Nam Mô, Nguyệt Quang, Lưu Ly. Làn da màu đồng thau của nàng dường như bị Phật Quang nhiễm thấu. Tịnh thổ lực lan ra, trong nháy mắt đã bao phủ Quỳ Ngưu, áp chế lôi quang, bình ổn ý chí chiến đấu, hòa hoãn sự hoảng sợ, xoa dịu sự phẫn nộ của nó. Thỉnh nó quy y, mà Vương Trường Cát với thanh quang quanh người chỉ thờ ơ liếc sang một cái. Trong nháy mắt, Quỳ Ngưu cảm thấy mệt mỏi. Nó giống như quay lại rất lâu trước kia, xa xưa giống như mộng cảnh kiếp trước. Đó là một biển lôi quang hội tụ, rộng lớn vô ngần, lôi xà, lôi điểu, tinh linh lôi quang. Khi đó nó còn rất nhỏ, trong biển lôi quang tận tình chuyển động. Nó vừa mệt lại vừa bị vây khốn, nhưng lại cảm thấy thoải mái ấm áp, rất muốn cứ vậy mà ngủ. Mặc dù đáy lòng dường như luôn có một giọng nói đang kêu lên, không được ngủ, nhưng mà nó buồn ngủ. Cùng lúc đó, một sợi dây thừng bằng nước màu bích lam xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn giống như cự mãng, lặng lẽ quấn lên thân Quỳ Ngưu, trói chặt thân thể to lớn của nó lại. Giam cầm sức mạnh của nó, khắc chế cơ thể của nó. Cái chân duy nhất của nó, cổ của nó, tất cả đều bị trói chặt xít sao. Mà vào giây phút này, thình thịch, trái tim của nó nhảy lên kịch liệt. Nhảy lên kịch liệt trước nay chưa từng có, bối rối chưa từng có. Toàn bộ tinh thần và thể xác của nó đều trống rỗng, màn trắng xóa kia, giống như vô số bóng đèn được mở ra. Keng, một tiếng kiếm rít như rồng ngâm, tiếng sấm, tiếng gió, tiếng biển động gì đó, nhất thời đều không thể nghe thấy. Một tiếng này áp đảo mọi tiếng động khác, tiếng vang người cũng đến. Người này mặc thanh sam, từ trên trời rơi xuống. Xích mẫu xương phi, thanh vân lưu hỏa, kiếm này ầm ầm giống như rút ra trụ trời, từ trên trời xuống dưới đất. Ầm, ù ù. Khương Vọng mang theo kiếm chém đứt cổ Quỳ Ngưu, sau đó xuyên vào bên trong Lưu Ba Sơn. Tiếng vang trùng điệp chưa ngừng lại, giống như tiếng sấm rền nổ tung trong lòng núi. Khi đạo kiếm quang kia sắp xuất hiện lại, Phương Hạc Linh theo bản năng đi qua nhìn một chút. Từ cái cổ đứt lìa kia của Quỳ Ngưu, chém xuyên vào lòng núi Lưu Ba Sơn. Độ sâu ước chừng hơn 30 trượng. Đây là một kiếm kiểu gì? Gã cảm thấy toàn thân đang tê dại. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1709, biên giới giữa hư ảo và chân thực, 1. Khi Vương Trường Cát tỏ ý đã tranh giành được một phần quyền lợi thả câu, có thể tước đoạt thần danh của Quỳ Ngưu, ngăn cách ảnh hưởng của thần trạch trong thời gian ngắn ngủi. Tất cả mọi người biết, lần này hành động nhìn như gan to bằng trời, có thể sẽ biến thành vô cùng đơn giản. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm chính Vương Trường Cát, cũng không ngờ sẽ nhẹ nhõm như vậy. Bọn hắn thậm chí tốn thời gian không quá 2 nhịp thở. Vây giết Quỳ Ngưu cố thủ thần trạch, thời gian 3 nhịp thở lại còn dư thừa. Tịnh thổ lực của Nguyệt Thiên Nô quá mạnh,
lực lượng thần hồn của Vương Trường Cát quá mạnh, kiếm của Khương Vọng quá bén. Tả Quang Thủ và Phương Hạc Linh cũng trợ công vô cùng hữu hiệu, hết thảy phát sinh quá nhanh. Gần như khi thần quang của Lưu Ba Sơn vừa biến mất, Quỳ Nghiêu vừa vọt lên đã đổ xuống, mà lôi quang lóe lên rồi lập tức tắt. Hiện tại, sơn thần của Lưu Ba Sơn, Quỳ Nghiêu đã chết. Thi thể khổng lồ đứng im trên đỉnh núi, giống hệt một tảng đá lớn nằm lăn. Năm bóng người tản ra các nơi trên đỉnh núi, thần quang lại bao phủ nơi này. Lưu Ba Sơn đang sụp đổ, lại ổn định trong thời gian ngắn. Bên ngoài Lưu Ba Sơn, Thiên Khuynh vẫn đang tiếp tục. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa kia bị ngăn cách ở bên ngoài thần quang như gió tuyết ngoài phòng. Vương Trường Cát đứng trước thi thể Quỳ Ngưu, vừa lúc đối diện với đầu trâu của nó. Y gần như đứng song song với đôi đồng tử trợn lên của Quỳ Ngưu. Con mắt màu xanh của Quỳ Ngưu đã hoàn toàn không còn thần thái, chỉ để lại cảm xúc cả kinh, sợ hãi. Mà đôi mắt Vương Trường Cát lại bình tĩnh xa cách, không thấy bất cứ dao động nào. Y nâng một ngón tay thon dài, điểm lên mi tâm của Quỳ Ngưu, sau đó ấn vào, giống như ấn vào một miếng đậu hũ. Sau khi cắm vào khoảng một đốt ngón tay, tay của y bắt đầu rút ra bên ngoài. Một hạt châu màu xanh đen lớn cỡ nắm tay gần như dán vào ngón tay của y, từ mi tâm của Quỳ Ngưu bị rút ra. Hạt châu này tràn ngập xương đen nồng đậm, cho người cảm giác vừa thâm trầm, nặng nề, lại vừa thần bí khó dò. Nhưng chợt có ánh điện lóe lên, chiếu xuyên qua xương đen, lại hiển hóa ra mấy phần quý khí và uy nghiêm. Nguyên đan Quỳ Ngưu, nơi tụ lại cả thân tinh hoa của Quỳ Ngưu. Vương Trường Cát thuận miệng giải thích, thông qua một loại thủ đoạn đặc thù nào đó, nó cũng có thể chế tác thành khai mạch đan phẩm chất cao. Vật này có tác dụng lớn với ta. Y thu lại viên nguyên đan Quỳ Ngưu này, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vạch một cái. Cả một tấm da Quỳ Ngưu bị lột ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Y nhìn Khương Vọng nói, da Quỳ Ngưu có thể chế tạo trống, có rất nhiều tác dụng trên chiến trận. Làm 10 cái 8 cái, hẳn không có vấn đề gì. Ta độc lại độc vãng đã quen, không dùng được, ngươi thu cất đi. Thanh danh của trống trận Quỳ Ngưu, ngay cả người ngoài ngành binh gia như Khương Vọng cũng nghe nói, đương nhiên biết được độ quý báu của nó. Hắn đảo mắt nhìn bọn người Nguyệt Thiên Nô, nói, vật này quý giá, bốn người chúng ta chia đều. Không đợi ai cự tuyệt, kiếm quang diệu động, hắn đã chia tấm da này thành bốn phần ngay ngắn. Tra kiếm vào vỏ, đồng thời hắn cũng cất kỹ một tấm da Quỳ Ngưu trong đó. Nguyệt Thiên Nô vốn tính cự tuyệt, thấy vậy, nàng cũng chỉ đành niệm Phật một tiếng, vậy ta từ chối thì bất kính. Nàng lấy đi phần da Quỳ Ngưu thuộc về mình. Phương Hạc Linh nói, qua nhiều năm như vậy, ta hối hả ngược xuôi, vẫn luôn là đầy tớ, thuộc hạ thực chưa từng có. Da Quỳ Ngưu dù quý giá, với ta lại như minh châu long đong. Gã cười nhìn Khương Vọng nói, không biết Khương huynh có thể xem xét mua lại vật này bằng nguyên thạch hay không. Lấy giá năm thành giá thị trường là được, ta quả thực ví tiền rỗng tuếch, thiếu chút tài nguyên đấy. Hành động này của gã vốn là một loại lấy lòng. Nhưng Khương Vọng im lặng nửa ngày, trầm trầm nói, ta không mua nổi. Trong lúc ngạc nhiên, Phương Hạc Linh để lộ ánh mắt hơi nguội lạnh. Gã thấy, không thể nghi ngờ, Khương Vọng đang cự tuyệt gã lấy lòng. Chẳng lẽ hắn mới nói chờ mong sau này kề vai chiến đấu, cùng giết Trương Lâm Xuyên, hoàn toàn là gạt người sao? Giờ mới trôi qua bao lâu, ta đã phụ họa ngươi như thế, ngươi còn không nể mặt ta chút nào, dùng cái cớ miễn cưỡng như vậy. Dù ngươi nói không thích, còn tốt hơn đấy. Ngươi đường đường là quan lớn Tề Quốc, được xưng là Khương Tước gia. Ngươi lại không móc ra nổi mấy trăm khối nguyên thạch sao? Khương Vọng nhìn biểu cảm khó coi của Phương Hạc Linh, thoáng chốc cũng cảm thấy mình thật oan uổng. Hận không thể mở hộp chữ vật của mình ra để chứng minh trong sạch. Hắn đâu phải là người lật lọng. Mặc dù không có khả năng kết bạn cùng Phương Hạc Linh, nhưng nếu hai bên đã ký hiệp ước, muốn cùng giết Trương Lâm Xuyên, thì ít nhất trước khi giết chết Trương Lâm Xuyên, hai người không cần thiết chĩa mũi kiếm vào nhau. Túi tiền của hắn thực sự rất sạch sẽ. Chủ yếu là nguyên thạch ta và Khương đại ca mang theo bên người là để chuẩn bị cho Sơn Hải cảnh, nên giờ không tiện lấy ra giao dịch. Tả Quang Thủ ở một bên, đúng lúc nở nụ cười, ta nói một biện pháp, vị huynh đài này, ngươi thấy có được hay không? Y vừa thu lại phần da Quỳ Ngưu của mình, vừa nói, loại bảo vật như da Quỳ Ngưu này, từ trước đến nay có tiền mà không mua được, không dễ cân nhắc. Nhưng nó cũng chỉ là nguyên liệu, muốn chế tạo thành trống trận, còn cần quy trình làm việc rườm rà,
phải tìm thợ rèn có tay nghề tinh xảo mới có thể dùng hết tác dụng của nó, không để lãng phí. Hơn nữa thực lực của con quỷ ngưu trong sơn hải cảnh này cũng không thể đối chiếu với truyền thuyết viễn cổ. Đối chiếu giá bán chiến kỳ thiên tượng của thất xảo năm nay, tính 1.000 viên nguyên thạch, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Ngươi nói quy ra 5 thành, cũng không thỏa đáng. Mặc dù trong sơn hải cảnh không tiện bán, lại có nguy cơ chưa hẳn có thể mang ra ngoài, nhưng cũng không đến nỗi cắt đi một nửa giá. Tính 7 thành, ta thấy là hợp lý. Tả Quang Thủ nói xong những lời rõ ràng này, lấy ra một con dấu hình vuông, loay hoay mấy lần, sau đó đưa tới. Huynh đài cầm con dấu này đưa đến là có thể được trả tiền mặt 700 viên nguyên thạch ở bất cứ sản nghiệp nào của Tả thị. Nếu như nơi đó không có, cũng sẽ nhanh chóng triệu tập đủ cho ngươi. Là tiểu công gia đại sở, Tả Quang Thủ cảm nhận không đủ sâu sắc sự ác nghiệt của thế giới này, nhưng được giáo dục tốt từ nhỏ, y vẫn hiểu cách xử lý quan hệ giữa người và người như thế nào. Giờ phút này, y đứng ra nói những lời này, vừa giữ gìn mặt mũi cho Khương Vọng, cũng không bác bỏ mặt mũi của Phương Hạc Linh. Đồng thời, y cũng nhìn ra được, Khương đại ca cũng không muốn chiếm của hời của Phương Hạc Linh, cũng không muốn dính dáng tình cảm gì, cho nên nói giá cả rất rõ ràng. Dùng giá tiền này để giao dịch, căn bản không ai nợ ai. Phương Hạc Linh không chút do dự tiếp nhận con dấu này, ta tất nhiên tin tưởng Khương đại ca, giá tiền này cũng rất hợp lý. Khương Vọng cũng không nói gì thêm, chỉ nhận lấy một phần da quỷ ngưu khác. Hai tấm da này có thể làm 4 cái trống trận. Trong lòng hắn đã phân phối xong. Một cái trống tặng cho Long Xuyên, y là thiên tài binh đạo, tinh thông chiến trận, có thể phát huy tác dụng của vật này tốt nhất. Một cái trống tặng cho Lý Phượng Nghiêu, Phượng Nghiêu tỷ là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mặc dù chưa từng tận mắt thấy khả năng lãnh binh của nàng, nhưng có thể tọa trấn đảo Băng Hoàng, đủ nói rõ sự thao lược của nàng. Còn có một cái tặng cho Trọng Huyền Thắng, tên mập mạp này làm gì cũng không tệ, cũng rất có trình độ trong quân trận. Vẫn luôn làm phiền gã hỗ trợ dập lửa, ăn, uống của gã, cầm đồ của gã, khi về tề, cũng nên mang một món quà. Một cái trống cuối cùng, đương nhiên là tặng cho Yến Phủ. Việc này không liên quan tới năng lực lãnh binh. Yến Đại Công Tử còn có thể để người tặng lễ chịu thiệt sao? Không chừng còn kiếm lại được 3 cái trống khác. Ân tình và lợi ích, hai bên đều không lỗ. Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái sao? Vương Trường Cát đột nhiên hỏi. Người y hỏi chính là Khương Vọng. Bởi vì thời khắc này, nụ cười của Khương Vọng rất vi diệu, nghiễm nhiên có một loại cảm giác trí tuệ vững vàng, giống như đã ngộ ra điều gì. Khương Vọng sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần từ trong mơ màng tốt đẹp, trầm ngâm nói, từ khi tiến vào Sơn Hải Cảnh đến nay, chuyện kỳ quái nhiều lắm, Vương Huynh nói là chuyện nào? Chương 1710, biên giới giữa hư ảo và chân thực, 2. Ngươi đã lấy được truyền thừa 2 môn ấn pháp của Hoàng Duy Chân, thông qua chuyện này xác nhận thiên ý của Sơn Hải Cảnh thì chắc hẳn cũng chủ đạo cái chết của 2 vị Sơn Thần. Vương Trường Cát hỏi, sau khi chết, thi thể bọn chúng có thể tồn tại giống như quỷ ngưu này hay không? Giờ phút này, thi thể quỷ ngưu bị lột ra, lấy nguyên đan, giống như một núi thịt đỏ tươi chồng chất bên trong. Dù da bị lột đi, phần lớn máu tươi vẫn bị khóa lại trong cơ bắp, chưa từng chảy ra. Ngược lại thì không có. Khương Vọng lắc đầu, thi thể Tất Phương bị ta đốt sạch sẽ. Còn về họa đấu ấn, thuần túy là họa đấu vương thú tặng máu tươi cho ta, nó cũng chưa chết. Vương Trường Cát cũng hơi sửng sốt. Điều này không hợp với nhận biết của y. Y suy nghĩ, rồi lại hỏi, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, thi thể Tất Phương thật sự bị ngươi đốt sạch sẽ sao? Nếu nó bị ngươi đốt hết sạch, như vậy làm sao ngươi có thể giữ lại tinh huyết Tất Phương? Khương Vọng quả thật còn hơi mơ hồ. Nghĩ kỹ lại, lúc ấy bị Tam Muội Chân Hỏa quét qua, Tất Phương đã biến mất, chỉ còn lại một giọt tinh huyết ở chỗ cũ. Thật sự khó mà nói có phải là đã đốt sạch hay không. Vương Trường Cát lại nói, nếu ngươi lại giết chết một Sơn Thần, nhìn chằm chằm thi thể của nó, ngươi sẽ phát hiện, cuối cùng vẫn sẽ chỉ để lại một giọt tinh huyết. Đây chính là thu hoạch khi chém giết Sơn Thần, Hải Thần bên trong Sơn Hải Cảnh. Nó có thể làm ngươi thu hoạch được truyền thừa ấn pháp tương ứng. Đây cũng là một trong những quy tắc của thế giới Sơn Hải Cảnh. Không đúng. Khương Vọng cau mày nói, trước đó khi chúng ta ở Điêu Nam Uyên, còn từng nhìn thấy con Phượng Hoàng già huyền trong 9 loại Phượng Hoàng, thi thể của nó dừng ngay trước mặt chúng ta. Thứ nhất, nó cũng không phải do các ngươi giết chết. Giữa Sơn Thần Hải Thần của Sơn Hải Cảnh, có một trật tự riêng,
khác với tình huống có kẻ ngoài tham dự. Thứ hai, dựa theo tình huống ngươi miêu tả, ngược lại cũng chưa chắc nó sống hay chết. Thứ ba, Vương Trường Cát nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, tuyết lớn đầy trời, thở dài, trên đời nào có 9 loại phượng hoàng, nào có giả huyền. Khương Vọng vẫn lắc đầu, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải giả. Nguyệt Thiên Nô ở một bên cũng nhấn mạnh, lúc ấy ta và Tả Quang Thù đều ở đó, thi thể kia đúng là phượng hoàng không thể nghi ngờ. Vương Trường Cát khoát tay áo, ta tuyệt đối không nghi ngờ nhãn lực của các ngươi, cũng không phủ định giả huyền mà các ngươi đã nhìn thấy. Điều ta nói chính là trong thế giới chân thật, giả huyền vốn không tồn tại. Hiểu chưa? Chỉ trong thế giới này, nó mới tồn tại. Chỉ trong sơn hải cảnh này, phượng hoàng mới có 9 loại. Câu nói trong sơn hải cảnh mới có 9 loại phượng hoàng, dường như Hỗn Độn cũng đã từng nói. Ý ngươi là, sơn hải cảnh là một thế giới hư ảo. Khương Vọng trần trừ hỏi, làm sao ngươi xác định được điểm này? Vương Trường Cát nói, thật ra, ngược lại cũng không thể nói sơn hải cảnh là một thế giới hư ảo, bởi vì nó đã chân thực, ta lại càng hồ đồ. Khương Vọng nói, trái lại, Nguyệt Thiên Nô cũng bắt được tin tức gì, như có điều suy nghĩ. Trong một thế giới chân thật, một khi dị thú mạnh mẽ như thế bị giết chết, sẽ chỉ còn lại một giọt tinh huyết sao? Vương Trường Cát nói, chắc là sẽ để lại xương cốt, máu thịt, nguyên đan của nó. Những tồn tại này chúng ta vừa mới chia cắt. Ngươi nói dị thú được trao thần danh bị giết chết, thì sẽ chỉ còn một giọt tinh huyết. Ngươi còn nói giả huyền là tình huống khác biệt. Tả Quang Thù nhịn không được hỏi, vậy thi thể con quỷ ngưu này là xảy ra chuyện gì? Y cảm thấy người này mạnh thì có mạnh đấy, nhưng rất khả năng đang lừa dối Khương đại ca nhà mình, càng nói càng mơ hồ. Vương Trường Cát lại không để ý tới, chân thành nói, sơn hải cảnh vốn không tồn tại, nó căn bản là tạo vật của Hoàng Duy Chân. Lời này đơn giản như sấm sét giữa trời quang, khiến bốn người khác ở đây đều chấn động. Thế giới chân thật, mênh mông, rộng rãi như vậy, cũng chỉ là tạo vật của Hoàng Duy Chân sao? Việc này thật sự có thể thực hiện được sao? Rốt cuộc phải có lực lượng vĩ đại như thế nào mới có thể làm được chuyện này? Nhưng người nói lời này là Vương Trường Cát. Vương Trường Cát không chỉ một lần thể hiện sự nhận biết sâu sắc về thế giới này. Khương Vọng nhìn y, lẳng lặng chờ y thuyết phục chính mình. Các ngươi cho là Cửu Trương Ngọc Bích mang thân xác các ngươi xuyên qua vách ngăn không gian đến nơi xa xôi này sao? Nếu chỉ vẻn vẹn như thế, làm sao Sơn Hải Cảnh lại không bị người ta phát hiện suốt 900 năm qua? Vương Trường Cát mở ra bàn tay phải, một đoàn chỉ ngọc cuộn lại trong lòng bàn tay. Đó là dây câu y dùng Cửu Trương Ngọc Bích làm thành. Nó chỉ mang các ngươi vào một loại cấp độ quy tắc khác, cấp độ quy tắc của Sơn Hải Cảnh. Hoặc có thể nói, cấp độ quy tắc của Hoàng Duy Chân. Y tiện tay bóp cuộn chỉ ngọc này, nó lại biến về một khối ngọc bích, chính là Trương Bị Hồi Phong kia, cho nên các ngươi tới đây, đến thế giới này, tham dự trò chơi của Hoàng Duy Chân. Đây là một thế giới liên quan đến tưởng tượng. Cái gọi là Sơn Hải Cảnh, cái gọi là Sơn Hải Dị Thú Chí, chính là sự giao thoa giữa lịch sử và huyễn tưởng lãng mạn. Vĩ lực Hoàng Duy Chân để lại gần như vô tận, trải qua tháng năm dài đằng đẵng diễn biến, khiến một thế giới vốn chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, tới gần chân thực, thậm chí có sự chân thực ở mức độ rất lớn. Mà ta, chẳng qua là một kẻ trộm đi ngang qua, thừa dịp chủ nhân không có ở đây, mèo chó vội vàng cãi nhau, phòng ở ngổn ngang, trộm uống một ngụm nước. Hỗn Độn và Trúc Cửu Âm vội vàng tranh đấu, mà ta lợi dụng cơ hội này, mượn dùng lực lượng của Sơn Hải Cảnh, biến Quỷ Ngưu thành chân thực. Ta chỉ có thể làm đến bước này. Vương Trường Cát nói, quyền lợi thả câu ta tranh đoạt, chỉ đủ cho ta làm đến bước này. Nhưng vậy cũng đã đủ, ta cũng chỉ cần một viên nguyên đan Quỷ Ngưu mà thôi. Những lời này của Vương Trường Cát chứa rất nhiều tin tức cần tiêu hóa. Nhưng y không cho quá nhiều thời gian tiêu hóa. Mà lại hỏi, các ngươi từng gặp Hỗn Độn rồi, có phải nó không thể động chân hay không? Khi hỏi vấn đề này, y lại nhìn Nguyệt Thiên Nô. Bởi vì Khương Vọng và Tả Quang Thù chưa hẳn có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Mà y biết rõ Nguyệt Thiên Nô không giống bình thường. Y chưa bao giờ thấy Hỗn Độn, cho nên mới hỏi, nhưng thái độ lại rất chắc chắn. Nguyệt Thiên Nô mang theo vẻ sợ hãi thán phục khó nói nên lời, chậm chạp nói, chắc chắn như thế. Với vĩ lực nó bày ra, lại tích lũy nhiều năm như vậy, không nên dừng bước trước động chân. Vương Trường Cát duỗi ngón tay điểm lên bầu trời, ra hiệu. Sở dĩ không thể động chân, bởi vì nó chỉ là sản phẩm của thế giới huyễn tưởng này,
thì sao có thể động chân? Trừ khi phá vỡ trói buộc của thế giới này, giáng lâm hiện thế. Cho nên chúng ta biết hỗn độn muốn làm gì. Vương Trường Cát nói tiếp, hỗn độn muốn rời khỏi nơi này, đem theo lực lượng của nó, từ thế giới huyễn tưởng, giáng lâm đến thế giới hiện thực. Thứ nó muốn phá vỡ không phải chiếc lồng, mà là ranh giới giữa hư ảo và chân thực. Các bạn vừa nghe xong tập 171 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.